gian. Trời tối rồi xe cũng vô cho con ngủ, mà em ngồi em ngắm mấy bộ đồ bánh hoài chị em. Thì đồ đẹp tôi mới ngắm, cũng như tôi đẹp ra đường mới có người muốn chứ. Hôm nay em ăn nói gì lạ gì, anh không hiểu ý em nó nói gì. Muốn gì hả? Muốn rời bỏ cái căn nhà dột nát này nè, anh hiểu chưa? Dạ. Em nói sao? Căn nhà dột nát này nghèo khổ
Oh,